loa này con nghe là quá là tốt luôn nè mọi người. Mà thấy mọi người á, đa số á là cái loa của mình là 98,89% tất cả các loa bây giờ á là sử dụng cái jack 3.5. Đây, sử dụng jack 3.5 nè. Nhưng mà lỡ á, mà cái thiết bị mà để mình sử dụng á, ví dụ như cái đầu thu truyền hình mặt đất ở đây nó không có cổng 3.5. Đó, cái là dục cái cặp loa này, nó đi mua cái loa khác để kiếm cho nó trùng với cái ba cổng AV này. Đó. Và khi đó cái loa còn dùng rất là tốt. Đó, thì bây giờ á thì Vũ sẽ chia sẻ với mọi người cái cách để chúng ta có thể sử dụng được cái cặp loa mà xài cái cổng 3.5 nè trên cái thiết bị đó, cái đầu thu truyền hình mặt đất nè, hoặc là cái TV box nè, đó toàn là dùng cổng AV, nó rất là đơn giản, cái mẹo cực kỳ dễ luôn. Đó, chúng ta có thể tận dụng lại cái loa đỡ tốn tiền mua cái loa mới, dễ lắm, không có gì khó khăn. Đó, đây chúng ta chỉ cần mua cái jack chuyển, đây jack chuyển như thế này là chúng ta có thể sử dụng được cho cái thiết bị mà sử dụng cái cổng AV, chúng ta sẽ chuyển thành cổng 3.5. đó, nó gồm có đầu trắng nè, đầu trắng, đầu đỏ nè, với cái đầu 3.5 cái nè. Đó, giờ thử nha, thử nha, chất lượng của nó có ok không nha. Đây, cái mẹo đơn giản thôi. Đó, giờ thử xem truyền hình mặt đất nha. Bà đó chị, đi thôi. Đó, đây là một cái mẹo rất là đơn giản để chúng ta có thể sử dụng được cái loa có cổng 3.5 nó trên các thiết bị gọi là